Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được cô chú cũng như anh chị xây dựng hết đất, và mình có thêm một cái vỉa hè khoảng 1,5m ở phía bên ngoài. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và mình có một con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 8m, và hai bên thì mình được trồng những cái cây xanh rất là mát. Đây là cái con đường ở phía trước căn nhà mình, và con đường ở phía trước này thì vào buổi chiều tối thì có rất là nhiều xe hơi đậu hai bên lề đường, cũng như đường trục chính, đường dẫn ra trục đường Phạm Văn Chiêu rất là rộng. Và khu nhà này là khu phân lô, khu nhà lầu đồng bộ và có vỉa hè. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong. Thì căn nhà mình được thiết kế theo mẫu nhà Cityland rất là đẹp. Phía ngoài thì mình có những cái lan can được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp, cũng như ban công vuông và có cửa sổ cũng như cửa để đi ban công để lấy gió và ánh sáng cũng như hóng mát. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một khoảng vỉa hè khoảng 1,5m để mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có một khoảng sân khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy. Khoảng sân này thì hai bên cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng độ hơn 2m, và mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn ở bên trong để bảo vệ cho căn nhà của mình, với hai lớp cửa rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Bên trên thì mình cũng được lập mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly rất là bền và rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái bộ cửa cuốn phía bên ngoài của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong. Căn nhà mình được thiết kế với 3 lớp cửa rất là kiên cố và rất là chắc chắn để mình có thể bảo vệ cho căn nhà, cũng như mỗi lúc mình đi chơi xa thì rất là an tâm. Và đây là khu vực không gian phòng khách bên trong căn nhà. Thì khu vực này anh chị thiết kế để gia đình mình có nhu cầu mình để xe hơi thì mình để vào bên trong căn nhà mình. Còn nếu như nhà mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này mình làm phòng khách. Và sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên thì mình cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng hơn 2m. Và sàn nhà mình thì có đổ bê tông để gia đình mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong thì mình sẽ không sợ bị lún. Cũng như phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp, và những cái mảng chỉ trang trí rất là đẹp. Thì khu vực ở dưới tầng trệt này anh chị thiết kế để mình để có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà mình, cũng như mình có thể làm phòng khách rất là rộng. Và đặc biệt của căn nhà mình thì sẽ được anh chị sử dụng một số nội thất bên trong bằng chất liệu gỗ đỏ rất là đẹp, cũng như khu vực không gian cầu thang thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang căn nhà mình thì được làm một cái tủ bằng gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, thì tủ bếp kệ bếp căn nhà mình cũng được làm bằng chất liệu gỗ cam xe. Không gian phòng bếp thì mình cũng được ốp gạch đá cao lên gần như kín tường, rất là sạch sẽ. Và mình sẽ có một cái khoảng không gian để mình để tủ lạnh. Thì khu vực này mình có thể để được hai chiếc tủ lạnh rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Phía sau thì mình sẽ có thêm một cái sàn rửa cũng như một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Thông từ trên sân thượng xuống cũng đã được anh chị nhà che chắn, cũng như đã gắn khung bảo vệ rất là chắc chắn cũng như rất là an toàn. Và kế bên mình có thêm một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt, cũng như khu vực gara xe hơi và không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 7 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà thì sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô khu
Nhà lầu đồng bộ và mình có một con đường trước nhà là con đường thông, rất là thuận tiện để mình mua để ở mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Và hướng chính của căn nhà mình là hướng chính đông, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực tầng lửng của căn nhà phía trước và khu vực bên trong. Thì căn nhà mình được thiết kế có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Ở khu vực tầng lửng thì mình có thêm một cái nhà vệ sinh rất là thuận tiện để mình có thể làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình. Và kế bên mình sẽ có thêm một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Nếu như gia đình mình làm phòng ngủ khu vực này thì mình chỉ gắn thêm một bộ cửa kính ở khu vực không gian giếng trời là mình có thể sử dụng làm phòng ngủ cũng như phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình và có nhà vệ sinh riêng. Mỗi nhà vệ sinh thì mình có một cái vòi sen thuyền, vòi sen tắm, massage và hệ thống lavabo bàn cầu cao cấp. Không gian phòng khách tầng lửng căn nhà mình cũng đã được các anh chị nhà đi sẵn hệ thống máy lạnh, cho nên là nếu gia đình mình có nhu cầu lắp ráp máy lạnh thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Mình chỉ kêu nhân viên tới lắp ráp vào là mình có thể sử dụng ngay. Và căn nhà này thì do chính anh chị xây dựng để ở, nhưng mà bây giờ anh chị không có nhu cầu cho nên là anh chị sẽ nhường lại cho gia đình mình đang có nhu cầu và cũng đang kiếm một căn nhà tầm tài chính hơn 7 tỷ. Thì khách hàng hãy liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi tham quan cũng như để khách hàng lựa chọn một căn nhà do chính chủ xây ở rất là bền và rất là đẹp. Căn nhà mình thì được thiết kế mỗi phòng ngủ mình sẽ có một bộ cửa bản nguyên khối gỗ cáp xe rất là đẹp. Sàn nhà mình thì được lót gạch đá ống kính 80 từ dưới trệt lên đến sân thượng. Cũng như phía trước thì mình sẽ có cửa sổ, cửa đi ra ban công phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng và có khung bảo vệ. Và đây là khu vực nhà vệ sinh, phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ngã ba Phạm Văn Chiêu cũng như cây Trâm và rất là gần với lại ngã tư Quang Trung Phạm Văn Chiêu. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý hàng sẽ sở hữu ngay cho mình một căn nhà có diện tích là ngang 4 mét và chiều sâu căn nhà lên đến 16 mét và được xây dựng hết đất. Cũng như mình sẽ có thêm một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 1 mét rưỡi để mình để những bộ bàn ghế đá để mình hóng mát cũng như vui chơi ở phía bên ngoài. Với căn nhà có một con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến khoảng 8 mét và hai bên thì mình có vỉa hè cũng như được anh chị trong khu trồng rất là nhiều cây xanh. Khu này là khu phân lô cho nên là cây xanh là do công ty trồng cũng như chăm sóc và các hộ gia đình thì sẽ mua những cái bộ bàn ghế đá về để mình chiều chiều mình ra bên ngoài mình hóng mát để mình có chỗ chỗ ngồi. Căn nhà mình thì là căn nhà nằm trong khu phân lô khu nhà lầu đồng bộ có vỉa hè cho nên là mình có thể để được xe hơi ở phía trước căn nhà và tất cả các xe hơi thì mình có thể là di chuyển qua lại rất là thuận tiện. Và căn nhà này thì rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Với căn nhà nằm trong khu phân lô khu bàn cờ và nằm trên một con đường thông và chỉ với giá 7 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem một căn nhà đã có sổ hoàn công đầy đủ rồi.
có thể ra công chứng sang tên về nhận nhà và ở ngay trong ngày. Cũng như căn nhà này thì cô chú anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng, cho nên nếu gia đình mình có đang có nhu cầu muốn vay thêm ngân hàng thì anh chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 80% căn nhà này. Căn nhà này thì là căn nhà do chính cô chú xây dựng để ở, xây dựng cho con để ở, nhưng mà con có nhu cầu chuyển công tác và sẽ nhượng lại cho quý hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu một căn nhà do chính chủ xây ở rất là đẹp. Thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem. Với một căn nhà chỉ với giá hơn 7 tỷ. Và đây là khu vực bên trong, khu vực phòng trạch. Phía bên ngoài là khu vực sân phơi. Cũng như phía trước thì mình sẽ có phòng thờ ở bên trong, cũng như sân để mình vui chơi ở phía bên ngoài. Mình sẽ có một cái phòng thờ rất là rộng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.